Dù thời tiết giá lạnh, nhưng từ sáng sớm đã tấp nập thuyền đò hoạt động hai bên bờ suối Yến để đón chờ khách hành hương. Ban quản lý đã huy động hơn 3.000 phương tiện đò thuyền để đáp ứng nhu cầu chảy hội của nhân dân và du khách thập phương. Để đảm bảo mỹ quan môi trường sạch sẽ, ban quản lý bố trí nhiều giỏ đựng rác ở những nơi công cộng dọc khu vực suối Yến để du khách không xả rác bừa bãi. Năm nay là cái năm hết dịch cho nên là dân chúng rất là mừng vì để đi lễ hội đầu xuân năm mới và mong là toàn thể nhân dân là rất là mạnh khỏe. Em cảm thấy là rất là vui ạ. Vâng, vì là chùa Hương thì năm nào mọi người cũng hay đi chùa Hương. Đầu năm mới này thì cả nhà em đi là mong ước là cả nhà luôn được bình an, cầu sức khỏe, may mắn cho cả nhà. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cũng đã thành lập 7 tiểu ban, một trạm kiểm soát vé thắng cảnh, một tổ liên ngành để đảm bảo an ninh trật tự không gian lễ hội. Cùng với thay đổi hình thức bán vé tham quan, từ vé truyền thống sang mô hình vé điện tử, ban tổ chức cũng sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đông Khê để bảo đảm thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan chảy hội. Năm nay, ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương có thể thuận tiện tham quan thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu vực xã Hương Sơn. Đưa cái xe điện vào hoạt động thì nó sẽ góp phần để cho du khách hiểu hơn rất nhiều về cái phong tục tập quán địa bàn của người dân chùa Hương bao năm nay. Thì thực ra cũng rất là chỉ đơn giản là đến đây và đi đò thôi. Cũng không hiểu được là có những cái đặc sản như là mơ và rau sắng, rồi củ mài rất nhiều cái, rồi những cái mà đặc trưng của địa phương ấy. Sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì chúng tôi suy nghĩ rằng đây là cái khi mà dịch kiểm soát thì du khách thập phương sẽ lại trở về với mảnh đất linh thiêng chùa Hương lễ Phật đầu năm để cầu may mắn và cho quốc thái dân an. Thì chắc chắn một điều là tôi tin tưởng rằng là lượng khách sẽ về năm nay rất là đông, cho nên là chúng tôi phải tập trung chỉ đạo để làm tốt công tác phục vụ cho du khách được tốt hơn. Các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu được treo khắp khu di tích với nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá trực quan, phù hợp để du khách có được những thông tin cần thiết về lễ hội, có biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, ban tổ chức có các bộ phận hướng dẫn khách tham quan dâng lễ, đặt tiền lễ đúng nơi quy định, bố trí bàn ghi công đức, đặt hòm công đức, đảm bảo thuận tiện, quản lý chặt chẽ các điểm kinh doanh dịch vụ, không đổi tiền lẻ trong khu vực lễ hội.